Chào mừng anh em đã quay trở lại channel của Hiển HD. Ngày mới lại bắt đầu anh em ạ. Hôm qua mình làm cái video nhưng mà buồn quá, hóa ra là không được gặp idol. Chán ghê luôn. Ở cái cộng đồng Identify lại sốt sình sịch luôn. Những tâm hồn to và tròn à. Nhầm, tâm hồn mong manh thủy tinh lại chửi mình sờ mờ lờ cho xem. Đang cần có tí phốt thì cho nó nổi nổi các bạn ạ. Kênh mình là chim quá, buồn hay là buồn luôn. Thực ra thì mình không ăn thua, với cả hôm qua thấy bảo là trong cái nick Lovaonet ấy thì mình cũng đã bảo là nick này chủ của anh Dũng rồi. Nhưng mà mình cũng không phân biệt được, bởi vì mình thấy ông Dũng này ông ít chơi lắm. Toàn thấy ông ấy bỏ đấy à. Còn tái hỉ thì mình không tìm hiểu đâu, cho nên các bạn bảo phải tìm hiểu trước rồi mới làm video thì nó... Thực ra tái hỉ hay là ngày trước có tái hỉ với lại trà đá ấy. Với mình là hai thế giới nó hơi khác. Mình làm YouTube, người ta làm Facebook, chả liên quan đến nhau, cũng chả tìm hiểu. Thế cho nên là mình cũng chả quan tâm đâu. Gặp thì gặp, mà không gặp thì thôi. Tiếc ghê, nếu mà gặp được thì chắc mình cũng phải dần cho bạn ấy ra bã luôn. Mình thích thế. Gặp được idol nào thì dần idol đấy chứ. Nếu không thì phí lắm. Các bạn có nhận ra cái nick này của ai không? Ê, nhìn cái nick DF Kami. Nick này kết bạn với rất là nhiều idol nhá. Kết bạn với idol Hoan Bún Riêu này. Đấy, rồi đấy, cả cái nick Lovaonet cũng kết bạn nha. Một đống The Noob rồi là Phi Noob rồi là gì đấy. Một đống những người chơi cũ của mình luôn. Nick bạn Thúy, bạn ấy cho mình mượn lâu lắm rồi, mình còn tưởng bạn ấy bỏ cơ, nhưng mà hóa ra bạn ấy vẫn chơi. Mấy hôm nay mạng nó hơi tù các bạn ạ, mình toàn phải chơi buổi đêm ấy. Đấy, mình cũng không đi rank được. Kể mà có thời gian đi rank thì hay. Tâm lý mình cũng không ham hố ấy. Không biết kiểu gì. Mình mà chơi cái gì mà mình máu thắng ấy thì y như rằng kiểu gì mình đi rank, nhưng mà chơi cái gì mà mình chỉ muốn chơi ấy để mang tính chất giải trí ấy. Như các bạn xem ấy, kênh của mình ấy, nó chỉ mang tính chất giải trí thôi chứ cần thể hiện cái gì đâu. Thắng thì chúng ta có quyền gáy mà, đã bảo bao nhiêu lần rồi. Gáy tí bị nói sờ mà lờ nghe nó khổ chết. Taiwan như kiểu Taiwan nhỉ, là Đài Loan là đúng không? Ừ, hình như thế. Ta sẽ ra để cua bạn này. Thật mạng trời tù lắm các bạn ạ. Cái tựa game này á, nó cái quan trọng thì người ta chỉ chú ý, mình đã bảo bao nhiêu lần rồi, nhà phát hành người ta chi chú ý đến skin mới để nhân vật mới mới để ơi anh em nạp tiền nhanh lên đấy, người ta chỉ chú ý thế thôi. Ôi đấy, thấy chưa, nó khựng lại một nhịp kìa và tôi chả nhận được cái gì luôn. Ai cay quá, một không trôi cục tức này, cay ơi là cay. Gần dậy rồi. Ui nó lát đấy, thấy chưa? Tôi chẳng nhìn cái gì luôn. Ui mẹ ơi, mình lại bám ngay vào con bướm hay sao ấy? Thôi, dẫn dễ cụ nó đi chị ơi. Chị ấy bỏ mình rồi. Bùng ghê luôn á. Giật chết nó đi chứ chị. Ăn đánh à. Ê, thông minh, xinh đẹp, giỏi giang. Nhưng mà đâu chắc nó sẽ ăn được đâu. Gái xa giờ trông vậy thôi, ghê lắm. Gái xa giờ có chiêu ném tức vào hội nghị rất là ghê gớm luôn. Cho một con bướm, ui. Lại gặp sơ mà đờ luôn. Ui giời ơi.
Hay quá, mỹ nhân được chữa thương bởi nhà tâm lý học. Đấy, cái nhà tâm lý học để chơi rất lợi nhá. Ai đứng từ xa mà quản lý trận chiến, hoặc là nếu mà có đuổi theo thì phải đập lên ba đập. Khó phết đấy. Khó để mà nhá được bà ấy. Mà trong cái khoảng thời gian bà ấy cai thì nó phải nổ 2-3 máy rồi. Đấy, nên là game nó cũng dễ hơn rất là nhiều. Thật, bà ấy cho vào đi rank là ổn. Ổn hơn là bartender. Ôi, một phát vỡ mồm trầm com luôn. Thôi, tôi té. Câu chuyện đến đây là kết thúc chuẩn bị của bướm. Đấy, tôi đã bảo mình có bướm mà. Có bướm là có bướm. Úi giời ơi, bình tĩnh đi chị hai. Có chỗ lừa các bạn. Né này. Đấy. Mình rất khoái lừa, kiểu lừa mấy cái chỗ đấy nhá. Cho nó phi bướm nó bay qua mình lộn ngược về. Quá hợp lý luôn còn gì. Không đập à? Mình tưởng là phải cho vai phát đập vào đấy chứ. Ui giời, ui sợ thế. Phải tránh thôi. Ui ôi bà ơi, bà ôm bướm làm gì. Đập chết cũng có lý. Xin lắm. Đấy, có tóm được mình đâu. Yeah, come on. Let's go. Let's go. Sau pha xử lý đầu game như sờ thì thậm chí như cờ luôn. Cuối cùng ta cũng có cái đoạn cuối nó ổn ổn hơn tí. Hay quá nhỉ. Không ai ở đây thì mình cứ thế mà mình giải mã thôi. À, mình mở cổng thôi. Bạn xe ua này, bạn chơi gớm phết này. Toàn cứ đập ván với này các kiểu luôn. Tự tin, chơi con đấy tự tin, công nhận là tự tin hơn hẳn. Ăn đến 3 phát đập thì mới dụng cơ mà. Để tự tin hơn. Ai ở đằng này không? Không có ai luôn. Hương sư dụng rồi. Dụng rồi. Dụng 100% luôn. Khả năng là té rồi các bạn. Mỹ nhân đâu rồi? Cửa đi. Ôi, té rồi. Thắng 3 là được rồi. Tham thì chỉ có thâm thôi. Đúng không anh em? Ok. Hello, làm tiếp một trận cá bồi nữa nha các bạn ơi. Cái này là do một bạn hôm trước đi câu cá cùng mình trong Play Together bảo mình chơi cá bồi. Mình chơi thôi chứ còn lâu mình trở chơi mình còn quên hết là cao bồi làm như thế nào luôn. Mình nhớ là có cái chiêu mà kéo Hunter nhảy qua đầu Hunter cũng hay. Rồi là bây giờ có cả kéo ván nhá, xong rồi cứu người chơi nhá. Mỗi tội cao bồi nó giải mã nó hơi chậm tí, còn lại thì nó cũng khá ổn trong mọi việc. Toàn năng phết đấy chứ. Không, toàn năng thì không phải, bởi vì được cái lọ thì nó sẽ mất cái chai. Nó không thể là được cái chai mà nó lại lấy luôn cái lọ được. Đấy, con chó trắng này. Mình thích con chó đen hơn, nhìn nó đẹp hơn. Chúng ta giải mã. Không gặp ai thì chúng ta cứ giải mã đã. Đấy rồi, có bạn đến chơi rồi, bạn đến chơi nhà. Mình không biết bạn ấy ở đâu luôn. Đây. Nghe thấy tiếng chưa tiếng người. Đây. Đấy, đánh này. Thế mà không đánh à? Let go.
bình tĩnh chị, đi đi từ từ nhá, đi đứng thế thế mà coi được. Ô, không chơi nữa luôn à, bựa thế. Tí nhẹn cho nó tự tin đi đường. Thề phá cái tơ để lâu vãi nhái luôn. Các bạn nhìn xem giải mã được bao nhiêu cái máy rồi. Thường thì mình sẽ để tích tụ nhiều nhiều tí tơ tí, mình bắt đầu mình phá cái tơ ấy đi cho nó đỡ phí. Ơ, Việt Nam Vũ Trang là mình nhớ đến một cái tên một người bạn của mình đấy. Vừa mới nói ở trận trước xong là Vũ Trang giờ không biết đổi tên thành gì để chả rõ luôn, lâu cũng chả chơi cùng bạn. Kỹ năng khá tốt nhưng mà không chịu lên rank cao à, kiểu cố tình ở dưới để đè nén người ta, bóp rái người ta quá đáng. Chơi để cố tình gọi là chôn Hunter thôi chứ còn không phải chơi để thắng. Đấy mới ác ồn các bạn, đấy có ác không? Và những người chơi gọi là cực kỳ gọi là phong cách. Mình cũng thích thế. Mình thích ở cái tầm vừa vừa, không quá kém, không quá giỏi. Nên là tầm cao quá thì khó chơi, toàn bị Hunter đấm như SML. Tầm thấp quá thì đấy, đồng đội thì như cờ luôn. Nó ở cái tầm giữa giữa này, ví dụ tầm voi ấy thì Kai Hunter với mình thì nó lại vừa miếng, nó không nặng quá. Đấy nhẹ, lại đây. Lại đây. Đâu rồi? Giờ để tớ té đấy. Đấy, Vũ Trang đây các bạn ơi. Để dành nguyên đủ mọi loại chỗ cai luôn đấy. Đúng rồi. Hi hi. Hi hi. Rồi chống trưởng. Đau quá. Ra đây đánh này. Chuyển đổi đối tượng thôi bạn ơi. Bắn này. Ê, không thì cho cái thôi. Ông chơi khôn đấy. Săn mình các bạn, săn một được Vũ Trang luôn. Ui ôi, tèo luôn. Ui, xong rồi, xong Vũ Trang, khó mà đỡ được phát này. Né bằng mắt, bà đuổi mình. Ta sẽ giành cái Vũ Trang nha. Ui, người lan. Ui, thế mà cũng ném xuống đất. Trời ơi, nghĩ gì. Không được ván đâu nha, không được ván đâu nha. Cứ đến lúc quan trọng nó lại lag. Tàu thực sự. Không biết tầm kéo xa đâu nhỉ. Không được các bạn. Cái dây roi ra này nó chỉ đạt đến tầm đấy. Trận này thắng, khả năng thắng thì quá cao rồi. Nhưng mà để Vũ Trang, một người mà mình đang kiểu cảm nhận là bạn mà ra đi thế này thì tiếc quá. Nào, nhào vô kiếm cơm bạn ơi. Hi hi. Đuổi theo mình đấy. Đây là có một người vòng nó cứu rồi. Đây bạn móc phi thân. Đúng rồi, đúng rồi. Hay quá, hay quá, hay quá. Hay quá. Rất tiếc là Vũ Trang vẫn ăn đấm vỡ mồm luôn. Lạc thế. Trời ơi, cái tựa game. Chẳng lẽ từ lần sau không mang skin đi cho anh em xem nữa. Đấy rồi, chặn đầu rồi. Chặn đầu, khó đỡ rồi. Đỡ rồi.
ngửi thấy mùi của mình ấy. Khó nhá, làm sao để cứu được cô Trang đây? Bơm máu đi bạn ơi. Thắng thì thắng rồi nhưng mà hòa đồ lên là được rồi đúng không? Chơi vui vui tí, cố gắng cứu cô Trang. Bắn đâu phải bắn tơ dễ thế, anh buồn cười. Bơm máu gần đây rồi, bò tới cổng các bạn ơi. Bây giờ mình không dám cứu luôn. Nó đứng đây nó kem nó không lấy thì vẫn chết cô Trang thôi. Tỉnh thế. Ui ôi. Ui vụ này mới gọi là căng thẳng này. Đi qua cái tơ ấy, để tớ đứng xa xa để tớ đỡ đạn. Căng thẳng hơn rồi đấy. Vào sâu vào, vào sâu vào. Vào sâu vào, hãng đứng dậy. Ôi ôi. Bạn này bạn nóng vội quá tè luôn. Nóng vội quá. Thua rồi. Đấy tè luôn, đi lúc lên lúc lên lên. Game ơi là game. Mèo ồ. Tèo rồi, tèo rồi. À, bạn ấy nóng vội quá. Tiếc thật. Ghế ngay đây à? Oh. Rồi đi hết rồi, đi hết rồi. Wow, tiếc quá các bạn. Còn chỉ vì cái tên thôi chứ không thì mình cũng trèo ra ngoài rồi, khổ quá. Mạng lát này. Tiếc ơi tiếc. Chúng ta phải chấp nhận số phận thôi Vũ Trang ạ. Ok, mình cũng xin kết thúc video này. Đây thôi, buồn quá các bạn, không cứu được Vũ Trang. Tạm biệt tất cả các bạn nhá. Nhớ để lại một like, chia sẻ video. Tạm biệt.